Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Thảo. Chủ đề hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với tất cả các bạn 3 câu nói của đàn ông sẽ khiến cho con gái say mê khao khát. Với 3 câu nói này mà khi mà các bạn kiểu như các bạn đang yêu hoặc thậm chí các bạn đã kết hôn rồi, nhưng mà thường thì khi mà các bạn đang yêu ấy, mà các bạn nói được 3 cái câu nói này ấy, thì đảm bảo con gái sẽ sung sướng vô cùng, con gái sẽ hạnh phúc vô cùng. Con gái cảm giác như là mình đang được yêu, mình đang được trân trọng, mình đang được đắm chìm trong hạnh phúc. Mà bản thân mỗi con người thì khi mà được đắm chìm trong hạnh phúc, họ sẽ có những cái nguồn năng lượng tích cực. Mà họ có những cái nguồn năng lượng tích cực thì họ cũng sẽ trao cho bạn những cái nguồn năng lượng tích cực. Bởi vì sao? Khi mà bạn trao cho cô ấy những cái điều này, trao chỉ cần 3 câu nói này thôi, sẽ khiến cho con gái say mê bạn, khao khát bạn, sống cùng bạn. Đó là niềm hạnh phúc, là niềm vinh dự. Đôi khi bạn có tiền, cô cũng say mê bạn, đó là chỉ vì tiền thôi. Nhưng khi mà bạn nói được những cái câu này, cô say mê bạn bằng cả tâm hồn luôn. Cô sẽ trao cho bạn những cái điều tốt đẹp, và từ đó bạn cũng sẽ nhận được những cái điều tốt đẹp gấp nhiều lần so với cái việc mà bạn đã cho đi. Thế thì tội gì chúng ta không cho đi? Trên cuộc đời này chúng ta sống không sống được lâu đúng không? Cũng chỉ vài chục năm, thậm chí 100 năm là cùng đúng không? Và sống lâu lắm cũng chỉ tầm 100 năm là cùng đúng không? Thế nên là chúng ta sống, tại sao chúng ta cứ phải vùi đầu trong đau khổ? Chúng ta phải vùi đầu trong những cái lời của những con quỷ, những cái lời xấu xa đấy. Thì tại sao chúng ta không lựa chọn một cái cách sống tốt hơn, một cái cách sống hữu hiệu hơn, để từ đó chúng ta có được hạnh phúc? Cái câu nói đầu tiên sẽ khiến cho con gái say mê khao khát bạn, đó chính là thay vì bạn nói câu anh yêu em thì bạn hãy nói như thế này nha: trong thời gian tìm hiểu em ấy, thì anh thấy em là người rất biết quan tâm, rất biết thấu hiểu, rất biết cảm thông, và luôn luôn trân trọng tình yêu của chúng ta, và luôn luôn hướng đến những điều tốt đẹp, những cái giá trị trong cuộc sống. Và anh yêu được em, anh cảm thấy là mình là người rất là hạnh phúc khi có được tình yêu của em. Anh rất yêu em. Khi mà bạn nói ra cái câu này thì con gái thực sự thích vô cùng. Bởi vì ví dụ như là cô ấy là một cái người biết quan tâm đến bạn, xong rồi bạn lại nói ra cái điều quan tâm đó, thì con gái sẽ thấy đó là một cái điều tri ân. Bạn đã tri ân những cái gì mà cô ấy đã trao cho bạn. Ví dụ như là cô ấy luôn luôn muốn cái tình yêu nó lâu dài đúng không? Thì điều đó rất là tuyệt vời. Cô ấy luôn luôn muốn cái tình yêu của các bạn sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc. Đó cũng là điều rất là tuyệt vời. Xong bắt đầu bạn lại tri ân những cái điều đó. Rồi bạn lại cũng muốn cùng cô ấy đi đến cuối con đường yêu. Bởi vì theo mình ấy, theo cái quan điểm của riêng mình, mà một tình yêu ấy chỉ có yêu trong một cái thời gian ngắn thôi, thì mình coi đó là không phải là một tình yêu đẹp, mà nó chỉ là một cái sự thích thú nhau thôi. Còn một cái tình yêu thực sự ấy, thì phải là một cái tình yêu đi đến hôn nhân. Một cái tình yêu thực sự yêu nhau, thực sự muốn gắn bó với nhau, là một cái tình yêu lâu dài có thể vượt qua mọi thử thách, mọi khó khăn để tiến đến hôn nhân. Thì khi đó mình nghĩ đó mới là một cái tình yêu đẹp, một cái tình yêu đáng ngưỡng mộ. Thế nên là khi mà bạn nói ra những cái câu đó thì con gái như cảm thấy được tri ân những cái điều mà mình đã làm. Và một cái người phụ nữ mà dành tình yêu cho bạn, dành cái điều tốt đẹp cho bạn mà bạn biết tri ân họ ấy, thì họ sẽ sung sướng như thế nào? Bạn không cảm giác được cái người con gái đó sung sướng như thế nào đâu. Bởi vì khi mà cô ấy sung sướng, đó là những cái nguồn năng lượng tích cực. Mà chính cái nguồn năng lượng tích cực này nó sẽ trao ngược lại cho bạn, và khi đó cuộc sống của bạn nó cũng sẽ tràn ngập tình yêu thương. Và chính cái điều đó sẽ khiến cho con gái sẽ khao khát, mong muốn có được bạn trong đời. Cô gái sẽ say mê bạn và cũng chẳng nghĩ đến ai cả, bởi vì bạn chính là định mệnh cuộc đời của cô ấy. Cái câu nói thứ hai sẽ khiến cho con gái khao khát có được bạn, đó chính là khi mà cô ấy muốn chia tay bạn, thay vì bạn líu kéo cô ấy, thay vì bạn cứ van xin cô ấy quay lại, thì bạn sẽ nói với cô ấy như thế này: anh đã sai và anh xin nhận cái trách nhiệm về mình.
Còn cái việc mà em tha thứ cho anh hay không thì đó là quyền của em. Nhưng anh cũng sẽ tôn trọng mọi quyết định của em. Và dù như thế nào, anh cũng mong rằng em sẽ luôn luôn có được cái cuộc sống tốt đẹp. Khi mà bạn nói ra cái điều này, chứng tỏ bạn là một người cao thượng. Cho dù bạn bị cô ấy bỏ đấy, nhưng mà bạn cũng thể hiện cái giá trị của bạn ở cái chỗ là bạn không líu kéo cô ấy, bạn vẫn mong cô ấy những điều tốt đẹp, thì khi đó thể hiện cái sự cao thượng. Bạn vẫn vẫn mong những cái điều tốt đẹp đến với cô ấy, và bạn rõ ràng là bạn xin lỗi đấy, nhưng mà bạn cũng không ủy mị đến nỗi là anh xin lỗi rồi em hãy tha thứ cho anh đi, hãy tha thứ cho anh, hãy quay lại với anh, mà bạn lại nói là đúng là bạn có lỗi, nhưng mà việc tha thứ hay không đó là quyền của em, và cũng thể hiện cái sự tôn trọng với cô ấy, mà bạn lại thể hiện được cái giá trị của bạn. Chính vì thế mà khi mà bạn nói ra câu này ấy, thì tuy người con gái có thể không một phát là cô ấy tha thứ cho bạn ngay, nhưng mà cũng có cái khả năng là cô ấy tha thứ cho bạn rất là lớn nếu như mà bạn có lỗi với cô ấy. Khi mà bạn nói ra cái điều này ấy, thì cái khả năng cô ấy tha thứ cho bạn là rất là cao luôn. Và khi mà một người đàn ông mà cứ líu kéo phụ nữ, cứ muốn giữ giằng giữ lại thì con gái sẽ muốn chạy. Còn khi mà bạn nói ra điều này thì con gái sẽ thấy ruột gan rối bời. Có nên tha thứ cho anh ấy không? Anh ấy đã nhận rồi và anh ấy còn chả líu kéo mình nữa. Thì con gái sẽ có nhu cầu và có khả năng rất lớn là sẽ tha thứ cho bạn. Mà nếu mà không tha thứ thì khi mà bạn nói ra câu này cũng thể hiện cái bản lĩnh của các bạn. Cho dù cô không tha thứ thì không sao, mình mắc lỗi thì mình phải chịu đúng không? Cho dù cô không tha thứ thì bạn cũng cần biết là mình mắc lỗi thì mình phải chịu. Nhưng khi bạn nói ra câu đấy thể hiện cái giá trị của bạn, thể hiện cái đẳng cấp của các bạn. Và cái câu thứ ba của đàn ông sẽ khiến cho con gái sẽ khao khát có được bạn, đó là khi mà cô ấy thờ ơ lạnh nhạt với bạn. Khi mà một người con gái thờ ơ lạnh nhạt với bạn, thay vì bạn cứ gọi điện nhắn tin đúng không? Khi mà bạn cứ gọi điện nhắn tin là bạn ích kỷ đấy. Bạn chỉ muốn những cái thứ có lợi về mình thôi. Bề ngoài thì có vẻ là bạn rất rất yêu cô ấy, nhưng mà bên trong thể hiện là bạn là người yếu đuối, bạn là người ích kỷ, bạn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Nhưng khi mà cô ấy lạnh nhạt thờ ơ và bạn không nhắn tin, không gọi điện cho cô ấy nữa, và khi đó bạn lại tập trung vào cuộc sống của mình, tập trung vào sự nghiệp của mình, phát triển sự nghiệp, rồi tìm hiểu thêm về những cái kiến thức về tình yêu, kiến thức về cuộc sống, kiến thức về sự nghiệp để bạn có thể phát triển tất cả mọi mặt. Và khi đó bạn trưởng thành hơn rất nhiều, bạn tốt hơn rất nhiều, thì khi đó bạn sẽ có một cái sức hút rất là mạnh mẽ đối với phụ nữ. Và cái người đàn ông như vậy ấy, sẽ khiến cho con gái sẽ ao ước, sẽ khiến cho con gái khao khát. Và khi mà các bạn luôn luôn hướng đến những điều tốt đó thì con gái sẽ ngưỡng mộ các bạn, sẽ trân trọng các bạn. Và sẽ không có một cái cô gái này thì sẽ có một cô gái tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn với bạn đang chờ bạn ở phía trước nha. Các bạn ơi, trên đây là những cái câu nói và những cái cách sẽ khiến cho phụ nữ sẽ say mê, khao khát các bạn. Để từ đó cái giá trị của bạn được tăng lên, bạn sẽ khẳng định được cái bản lĩnh của mình và bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn và sẽ khiến cho con gái ngưỡng mộ các bạn hơn. Cho dù cái tình hình của bạn hiện tại là như thế nào, cho dù tình hình hiện tại của bạn chưa giàu, chưa tốt, chưa đẹp, thì chúng ta hãy bồi dưỡng dần dần nhá. Chúng ta hãy bồi dưỡng dần dần để như là một cái thói quen ấy. Để từ đó khi mà bạn có được cái thói quen rồi ấy, thì mình làm việc nó rất dễ dàng. Giống như là buổi sáng mình đi đánh răng ấy, hàng ngày mình cứ đánh răng như thế thì nó theo một cái phản xạ, kiểu cứ đến buổi sáng dậy cái là mình đi đánh răng, cũng giống như cái thói quen mà mình có thể nói những cái câu tốt đẹp này, rồi làm những điều tốt đẹp ấy, thì nó cũng y chang như vậy. Và khi đó nó thấm vào trong cái bộ não của bạn, thấm vào trong cái tinh thần của các bạn, để từ đó tự dưng cái giá trị của bạn nó cũng cao hơn, tự dưng cái cuộc sống của bạn nó cũng tốt hơn, và tự dưng thì bạn sẽ có cái ma lực để cuốn hút những cái cô gái tốt, những cô gái tử tế, những cô gái tốt đẹp đến bên cuộc sống của các bạn nha.
Các bạn ơi, nếu mà các bạn thấy video có ích, các bạn hãy nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để khi mà mình ra những video mới các bạn có thể theo dõi ngay nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.